Quý vị thân mến, người Việt ta thường có một chú gà trống ngậm hoa hồng đỏ trên mâm cơm ngày cúng. Không giống như các vật cúng tế có ý nghĩa về hình ảnh hoặc âm thanh qua tên gọi như xôi gấc đỏ để tượng trưng cho may mắn, chân giò tượng trưng cho sự ấm no đủ đầy. Hình ảnh con gà trống còn mang một ý nghĩa sâu sắc về ngũ đức của người quân tử. Đồ ăn phải có trên mâm cúng ngày Tết hóa ra không phải chỉ để thể hiện sự sung túc, no đủ và lòng thành kính của người cúng, mà còn là lời nhắn nhủ của tiền nhân về đạo làm người. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Động Đêm Về. Đạo làm người thể hiện qua con gà trống trên mâm cúng ngày Tết. Trong thập nhị chi, 12 con giáp, thì gà trống biểu tượng cho sự cương trực, mạnh mẽ. Xưa Điền Nhiêu nói với Lỗ Ai Công rằng: "Ngài không thấy con gà ư? Đầu mang màu, đó là văn. Dương cựa, đó là vũ. Địch thủ trước mặt mà dám đánh, đó là dũng. Thấy thức ăn thì gọi nhau, đó là nghĩa. Quản lý buổi sáng không lỗi hẹn, đó là tín. Người thời nay có được năm đức ấy, quả thực không nhiều." Sử sách nước Việt ta cũng ghi lại việc Tả quân Lê Văn Duyệt thời Nguyễn từng nói với vua Gia Long về ngũ đức của gà, dựa trên lời Điều Nhiêu khi xưa. Một là đầu có màu như đội mũ, thân có lông đẹp như quần áo, gọn gàng, đó là văn. Hai là chân cứng, có cựa nhọn để làm vũ khí, đó là võ. Ba là thấy đối thủ là xông vào, ấy là dũng. Bốn là tìm thấy thức ăn liền gọi đồng loại, đó là nhân. Năm là đúng giờ, đúng canh liền cất tiếng gái, ấy là tín. Lê Văn Duyệt tâu với vua rằng: "Binh thư có câu, phàm người có tướng phải có đủ những đức, văn, võ, dũng, nhân, tín mới có thể làm ba quân mến phục. Có vậy mới là tướng tài để đánh thắng cường địch. Văn không chỉ là sự uyên thông về học vấn, mà còn là dấu vết do đạo đức lễ nhạc giáo hóa mà có vẻ đẹp đẽ rõ rệt. Từ đó biểu hiện ra bên ngoài, hình thức là sự chỉnh chu, cốt cách thanh tao, khí chất đỉnh đạt của bậc chính nhân quân tử. Mà áo quần chỉnh tề, nhã nhặn là một cách nhận biết. Gà trống có bộ lông vũ rực rỡ nhưng hài hòa, uy vũ, lại đầy đủ cả mũ miệng chỉnh tề, nên đại diện được cho cái đức văn. Cái võ, dũng của gà trống uy vũ và hiên ngang, tương truyền Nguyễn Lữ nhà Tây Sơn, sau khi quan sát các thế đá của gà chọi, đã sáng tạo ra hùng kê quyền, bài quyền con gà trống. Ông còn để lại bài thơ miêu tả các thế đánh cương nhu kết hợp: oai võ tựa thanh long, bạch hổ của gà chọi qua bài, quyền thiệu hùng kê. Làng võ thuật Việt Nam cũng có võ sư Đặng Văn Anh, sinh năm 1921, mất năm 1998, uy trấn một thời, lấy kim kê, gà vàng làm biểu tượng, với ý nghĩa phong vũ như mai, kê minh bất kỷ. Nghĩa là dù ngoài trời mưa gió, gà vẫn không ngừng cất tiếng gái. Ấy cũng là cái đức tính nổi bật của gà trống. Bất kể trời đông giá rét hay trời hạ giông dài, bất kể ngày nắng oi nồng hay ngày mưa gió bão bùng, cứ đúng giờ đúng canh, gà trống lại cất tiếng gáy báo hiệu cho mọi người thức dậy làm ăn. Gà trống cúng thường có thêm bông hoa hồng đỏ gắn ở mỏ, cũng có thể là mô phỏng hình ảnh gà gọi mặt trời, báo hiệu một thời kỳ tươi sáng đang đến. Bên cạnh đó là hình ảnh của người quân tử, vốn mục tiêu mà mọi người khi sống trên đời
đều nên hướng tới trong văn hóa truyền thống xưa kia. Gà trống không thể thiếu cái đức nhân vị tha. Nhân nghĩa, khi nghĩ tới người khác, trước khi nghĩ đến mình, vốn là nền tảng đạo đức làm người cơ bản của Nho gia. Cũng thể hiện sự thiện lương, coi người như mình của Phật gia. Cái võ, dũng mà không đi với đức nhân, thì sẽ trở thành võ dũng của kẻ thất phu. Có câu chuyện về việc luyện gà chọi cho vua thời xưa rằng, sau khi đã luyện 10 ngày, có người hỏi đã xong chưa? Vị phụ trách luyện gà nói, chưa, hãy còn kiêu khí. Sau 10 ngày nữa, lại được hỏi thăm. Vị ấy lại trả lời, chưa, còn đáp lại với vang và với bóng. Tiếp 10 ngày nữa trôi qua, khi được hỏi, lại đáp, chưa, mắt nhìn còn hăng và khí còn thịnh lắm. 10 ngày sau, vị ấy mới nói, sắp được rồi, nghe tiếng gà khác mà lòng nó không chao động. Nhìn nó như con gà bằng gỗ, đức của nó đã toàn bị rồi. Gà lạ không con nào dám đối đầu với nó, trông thấy nó là đã quay đầu bỏ chạy. Điều mà người có võ, dũng cần luyện tập, hóa ra không phải chỉ là tăng cường sức mạnh và kỹ năng, mà cái chính là tu dưỡng cho đức toàn bị. Lúc đó sẽ không để bị hoàn cảnh và vật ngoài thân tác động được đến mình nữa. Không dễ bị kích động và kiêu ngạo về võ dũng của mình. Đối với vạn sự vạn vật là luôn dùng đức nhân để đối đãi. Không đấu với người, không cầu thắng người mà cầu thắng những dục vọng của bản thân mình. Đồng thời khi đức đã toàn bị, khí chất và cốt cách thể hiện ra sẽ khiến người khác tự e dè mà chẳng dám mạo phạm. Thế nên võ dũng cũng đâu phải ý bề mặt chỉ sức mạnh của người đàn ông. Ai ở trên đời muốn chiến thắng mình và những thói hư tật xấu của mình thì đều cần tới võ dũng để kiên định, vững vàng vượt qua cám dỗ. Gà trống còn truyền cảm hứng nhân sinh qua hình ảnh thanh cao, không tơ tưởng dục vọng, dù bản thân có nhiều thê thiếp của người quân tử xưa kia. Chân đạp miền thanh địa, đầu đội mũ bình thiên, mình mặc áo mã tiên, ban ngày đôi ba vợ, tối một mình nằm riêng. Ngũ đức mà gà trống đại diện cho đã trở thành lời dạy của cổ nhân về đạo làm người. Mâm cúng tất niên thể hiện cho tấm lòng thành của con người, vừa tỏ bài ước vọng trong năm mới, nhưng cũng như một lời hứa thành kính và nhắc nhở bản thân về những gì cần làm trong thời khắc thiêng liêng của đất trời. Làm người phải có được ngũ đức, sống sao cho không phải hổ thẹn, lại có thể giúp đỡ người khác, lập thân hiên ngang đỉnh đạt ở trên đời. Từ đó, việc cúng gà trống có một ý nghĩa thật sâu sắc, mà nếu như hiểu rõ, chắc hẳn chúng ta sẽ lắng lại một chút trong giây phút linh thiêng, kính cẩn bên bàn thờ ngày Tết mà tự suy xét mình. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Nếu thấy video này hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận ở bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.